Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh DungaV uh, kênh uh, chuyên cung cấp kiến thức về lập trình mobile lập trình mobile đại khái là và sẽ hiện tại thì là mình sẽ... hiện tại thì là Java và hiện tại sẽ là nhầm và tương lai ấy, sẽ là nhiều ngôn ngữ khác ok thôi các bạn nhé, video của mình đại khái là mình vừa cốt vừa nói dẫn đến cái việc là không có kịch bản đâu đấy nên là mình nói sẽ có một vài cái hơi bị vấp đó thì bây giờ đây ở lần video trước mình hướng dẫn các bạn đổ data lên màn hình ví dụ như cái tự yếu này nó sẽ đổ ta lên cái đáp án này rồi thằng này thì bây giờ video này mình dẫn các bạn cái sự kiện khi mà kích vào đây thì chữ sẽ lên này OK vào code này vào cái thằng <laughs> activity nhá Ở đây mình sẽ viết cho nó một cái hàng. Ở đây viết là uh, click, Go, set on click. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ những video ở trước ấy mình hướng dẫn các bạn toàn là việc hiển thị thôi. Còn bây giờ mình hướng dẫn các bạn click nó như kiểu là người yêu, người yêu các bạn ấy, chưa đủ 18 tuổi thì từ cái khoảng thời gian từ 0 đến 18 ấy, các bạn chỉ được nhìn thôi còn bây giờ ấy, thì là các bạn sẽ được sò nhấn hay là làm cái gì đấy các bạn thích kiểu ấy ừ. Yeah, sẽ còn đấy nha thì mình sẽ gọi cái video đáp án này ra này view đáp án chấm test on tiếp cả link listener ok new một cái tiếp cả link listener đó thì lúc này lúc này nha thứ nhất là mình sẽ, mình sẽ lấy cái trinh có nghĩa khi kích vào đáp án ấy là các bạn kích trên này thì các bạn phải lấy cái cái, cái của cái thằng này ra để nhét lên trên này đúng không? Lấy cái string S này bằng các bạn gọi cái thằng ra cái là cái thằng paren này ra chấm item position cạn tiền và cho nó cái biến position này chấm và ngay lập tức nó sẽ bắt các bạn ép về cái kiểu trình cho nó bởi vì cái thằng pattern này get in sample này, này các bạn kích vào bạn đọc trong này đọc trong này thì nó trả ra cho bạn một cái kiểu là kiểu object kiểu object là cái kiểu thằng này mình sẽ làm một video nói riêng về cái thằng này nhá riêng về thằng này ok rồi sang cái thằng này sau khi mình lấy được cái string ra thì mình sẽ kiểm tra kiểm tra xem cái chấm nè có bằng bằng không hay không nếu như nó bằng không thì sao thì sao thì chả làm gì cả nên là mình sẽ kiểm tra lại xem nó có khác không hay không nếu như nó khác không ấy đầu tiên để Aris câu trả lời của mình á à, câu trả lời của mình à Aris đáp án đúng cái à, ta à, đáp án này chấm xét vị trí thứ position thành một cái chuỗi rỗng có nghĩa cái 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 à, đâu cái đáp án của mình ấy sẽ chuyển thành cái ô mình kích ấy sẽ chuyển thành cái chuỗi rỗng trước và tiếp theo và tiếp theo mình sẽ lấy cái trinh ấy này đẩy được lên cái đáp án này thì ở đây nhá ở đây thì mình sẽ khai báo cho nó thêm cho nó một cái vị trí cái vị trí nữa In, uh, in index bằng không cái vị trí này nhằm mục đích gì cái vị trí này á nó sẽ làm mục đích là uh, lấy được cái chuỗi này lấy được khi mà khi mà khi các bạn kích vào đây này ví dụ kích vào đây nó xét chữ e như này nhưng cái lần kích tiếp theo ấy, mà cái chữ s đấy nó không thể lấy cái chữ s mà xét vào chỗ này được nó xét ra vị trí khác đúng không nó xét vị trí tiếp theo thì là ở đây này nó sẽ quy định cái vị trí xét thì ở đây mình sẽ gọi này à với câu trả lời chấm, xét vị trí chính là cái thằng index của mình đó và cái chuỗi xét chính là cái chữ s nhưng nó sẽ dễ nảy sinh ra một trường hợp đó chính là ví dụ như kiểu mình kích ở đây năm thằng rồi này mà kích ra là nó sáu à à quên mỗi lần xét xong ấy thì index phải cộng cộng đó thì nó mới biết được là cái vị trí tiếp theo xét là vị trí nào đấy nhưng mà nó lại sinh vấn đề, ví dụ các bạn xét xong chứ này Thì cái vị trí tiếp theo nó xét sẽ là ở đây Nó sai đúng không? Ừ, hoàn toàn sai Đấy, bởi vì cái ô này chỉ có 5 thôi Mà cái vị trí xét của nó là 6 rồi size Là sai hoàn toàn Đó Thì đây mình phải kiểm tra tiếp <laughs> Đây thêm một cái điều kiện nữa Và và Cái index của mình Index của mình này Nó phải nhỏ hơn nhỏ hơn cái Arenit đáp án à Arenit câu trả lời chấm sai đó nó phải nhỏ hơn cái vị trí mình xét đúng chưa thế mà nó mà nó lớn hơn hoặc bằng là sai gì? đó rồi bây giờ mình sẽ gọi cái thằng test on click sau thằng ánh sáng được chưa đấy nhưng mà đề cái đây là xét thôi các bạn cứ yên tâm có nghĩa là sau cái băm data này chạy sau không được không làm sao cả đấy nay là đây người yêu các bạn là cho phép các bạn thờ lắn hay bóp bóp gì đấy đấy còn bên dưới các bạn muốn làm gì đấy rồi nên hình rồi bây giờ ví dụ mình cái chữ O O Why? Why men talk to me. Tại sao vậy? Ủa tao ấn thế này. Tao ấn thế này. Còn lý do gì không hiện vậy? Nên phải khác không? Và cái index nhỏ. Ờ đúng mất nhỉ. Có gì sai đâu. Ừ. Đúng rồi, tại sao nhỉ? Bởi vì á, mình chưa gọi ai hàm có nghĩa mỗi lần ấn xong ấy là các bạn nôm na là nôm na là như kiểu ấn xong ấy các bạn tương tác ở trong data rồi chứ các bạn chưa hề update hay là hiển thị lại cái màn hình đúng không nôm na như kiểu đây là khi mà các bạn ấn này các bạn xử lý như là các bạn làm gì với các người yêu các bạn ấy những người của các bạn không hề nói với ai cả cũng không hề cho ai biết Đấy, còn bây giờ muốn để các người cho các bạn biết á các bạn phải thông qua cái hàm tính hai hai hàm mình viết đây này các bạn copy thằng này cho mình đấy thế thẳng lên hai hàm này nhá đấy có nghĩa khi mà đây là các bạn làm gì người yêu các bạn hình người yêu các bạn sẽ Đăng phay hay là hay là livestream kẻ này nọ đi kiểu 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 lộ clip kiểu kiểu rồi Bây giờ ấn này, bây giờ mình nhấn là nó sẽ kêu rồi À nhấn, nhấn là nó sẽ hiển thị này Nhấn chữ E, đó, hiển thị E chưa? Nhấn chữ U, hiển U chưa? Nhấn chữ O O I B. B À, bấm O à, Không được á rồi Không được á rồi Tại sao? đơn giản thôi, bởi vì mình khóa rồi Không cho nó ấn nữa Bây giờ tiếp theo nữa Là khi mình nhấn vào đây thì đơn giản cái chữ phải kèm xuống bên dưới cho mình không Đấy thì bây giờ nhá ở đây thằng mình sẽ gọi cái câu trả lời này tấm step on item click listener new một cái on click item đó mình sẽ copy y nguyên thằng này nhá paste xuống đây khóa thằng này đi đây mình chỉ kiểm tra mỗi thằng này khác không thôi có nghĩa bây giờ là nhấn vào đây này thì sẽ chuyển xuống đây này đúng không đấy thì mình sẽ kiểm tra thêm chuỗi này có khác không không nếu nhấn ấy thì sẽ chuyển đây rồi thì bây giờ cái công việc đầu tiên ấy là cái arenit đáp án đặt à, câu trả lời của mình ấy chấm xét cái vị trí cái position nó phải thành một cái chuỗi rỗng trước nó tiếp đến nữa là mình sẽ for có oh, y nhưng ta y còn bằng không trở vậy y mà nhỏ hơn a r r đáp án chấm đen anh à, nhầm chấm sai thì y cộng cộng nghĩa ở đây là sao nghĩa là mình sẽ kiểm tra trong cái nít này cái nít nào cái cái thằng nào mà đang rỗng á mình sẽ nhét cái chữ cho thằng đấy đây mình kiểm tra này nếu nhưng mà array đáp án chấm ghép ý chữ y chấm men mà bằng bằng không thì sao thì trong này mình gọi array đáp án này chấm ghép vị trí thứ y thành cái thằng f thì là cái thằng mình nhấn ngay lập tức và mình vào đấy và các bạn nhớ cho mình nhé này. Sau khi chạy xong Phải update lại Rồi, đấy là cái thứ nhất Cái tiếp theo Cái tiếp theo Là Bây giờ sẽ không có phức tạp hơn một chút Là khi em bấm vào đây không Và mình bấm lại Thì nó phải lấy được cái chữ đấy ghét vào trong này Đúng chưa Đấy Thì bây giờ cái vị trí index của mình ạ vị trí index của mình ạ sẽ ở vào trong này trong này mình uh, index cho mình ở đây đây mình cho vào đây đi nhìn đây này sẽ bằng cái position Đấy chưa nhưng mà khi bằng position xong á <laughs> đây mình sẽ chạy sẽ lỗi cho các bạn xem mình sẽ sẽ giải thích cái lỗi này cho các bạn xem nha đó. Đây, ví dụ như mình bấm chữ S này Y e, Mình bấm đủ đi, được chưa? Xong mình bấm chữ Y à Quả là chữ này nó xét thành chữ Y không? Nhưng mình bấm chữ N Đấy, cái chữ Cái chữ của mình đây mất à Bây giờ làm chữ H Ơ Mất hết này Không phải sai không? Sai không hoàn toàn không? Tại vì sao? Tại vì khi mà bấm Mình mình bấm vào đây này thì cái position này ví dụ hiện tại đây bấm lên position bằng một thì nó biết là xét cái vị trí thứ hai bằng một và sau khi mình bấm đây cái index của mình ấy sẽ bị tăng thành hai thì nó sẽ xét cái vị trí hai là đúng không mặc dù vị trí thứ hai đã có rồi đó thế nên mình phải kiểm tra tiếp đây đây nếu nếu như mà cái ar đáp án của mình ấy chấm vị trí thứ index chấm men mà nó khác không thì ngay lập tức làm gì có nghĩa là cái ô mà mình chuẩn bị xét ở vị trí thứ index ấy, thì sẽ return không làm gì cả kệ mày đó kệ mày đấy nếu mà kiểu đấy rồi bây giờ chạy lại nhá chạy lại sẽ biết này đúng hay sai đấy Rồi, bây mình bấm chữ P ở đây được chưa? Ờ. À. đã ăn. À câu trả lời. Trời ơi. Cứ bị lẫn ạ. À. Hết già rồi lú. À. Đấy các bạn tin không? Mình có tóc bạc ạ. Đi hoàng có một ai sợ. Mới có hai mấy đời đầu tóc bạc. Không phải do yêu sinh lý đâu nha. Do điều kiện thời tiết thôi à bấm đây à đấy được chưa được chưa bấm chữ t bấm chữ o đây à, ví dụ bây giờ sửa này yếu à yếu à bây giờ mình bấm này bấm này đó đấy, đấy chả có tác dụng gì đúng không yếu à đấy, còn u đi, u viết đây đó yếu rồi ớt yếu ớt đó ok chưa ngon này thì nào chưa rồi tiếp theo nhá thì video của mình lần này sẽ dừng lại đây à, video tiếp theo ấy, thì mình hướng dẫn các bạn là phần check win Check cho uh, hiển thị chiến thắng á Đó à, ok à, nếu các bạn thấy video này hay ấy các bạn nhớ nhấn like và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh hoặc là ừ, các bạn có ý tưởng hay là các bạn thấy cốt sai hay là post không đúng chỗ nào hả đấy các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết ok đấy video của mình xin được dừng lại ở đây. Các bạn học sinh vui vẻ.